Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã ghé đến kênh Nanny Official của mình nha. Chuyện là ngày 19 tháng 8 âm lịch, hôm mấy bữa trước thì mình và mẹ mình có lên nhà bà ngoại mình ở quận 3 làm đám giỗ cho bà ngoại mình. Năm nay cũng 6-7 năm rồi. Mẹ mình có nhờ dì ba mình ở dưới Bình Dương mua giùm hai con gà, một con gà mái và một con gà trống. Một con gà trống thì dì ba mình bẻ chân lại để cúng, còn một con gà mái thì để lát trộn với gỏi luôn. Bây giờ mẹ mình sẽ cho một ít muối để chà rửa cho mấy con gà nó sạch nè, rồi rửa lại với lại nước để cho nó ráo chút xíu, xong rồi luộc lên rồi lấy nước để nấu cháo. Còn cái bộ đồ lòng nè, mẹ mình cũng cho muối vô nữa để chà, nhớ chà rửa cho nó sạch rồi rửa lại mấy lần nước nha các bạn. Mẹ mình thì thức từ 4 giờ mấy sáng để nấu một ít đồ chơi đem qua chùa cúng, còn mình thì 5 giờ mấy thức đi với mẹ mình lên quận 3 rồi chuẩn bị làm đồ ăn phụ. Nồi này thì mẹ mình đã cho một lon gạo xong rồi, bỏ chút xíu nước vô nấu cho nó hơi nở ra rồi tắt bếp chút xíu nữa thì lấy cái nước luộc gà này đổ qua rồi nấu tiếp nha các bạn. Cái nồi siêu to khổng lồ này thì cho mề gan và bây giờ sẽ cho huyết gà vô luôn, rồi sau đó sẽ cho hai con gà vô để nấu. Ở đây thì mẹ mình nêm nếm muối bột ngọt với lại một ít tiêu, rồi sau đó thả hai con gà siêu to khổng lồ vô nè các bạn. Hai con này cũng 5 ký mấy. Trong thời gian chờ đợi gà chín thì mẹ mình có đi bắt một nồi nước sôi để luộc mì trứng Savago để lát chút xíu xào mì và xào một ít rau, còn mình nhiệm vụ thì là chiên chả giò và chiên các loại cá viên chiên. Rồi giờ cho cái nồi nè, bỏ nửa chai dầu vô cho nó ngập ngập chút xíu, sau đó mình sẽ bắt đầu chiên chả giò. Đây là chả giò tôm của Vít Sang. Ta nói đang chiên ngon lành, đang chở chở chả giò cái tự nhiên dầu ở đâu nó phỏng lên cái tay, hơi thốn thốn nhẹ. Gà của mình thì nó cũng sơ sơ rồi nè các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ gắp gà trống ra để vô dĩa bỏ lên bàn cúng trước. Còn cái nước mà luộc gà mẹ mình sẽ cho vô cái cháo hồi nãy các bạn, rồi bắt đầu nấu tiếp cho nó nở ra. Xong rồi mình coi mình nêm nếm lại cho vừa khẩu vị mình ăn. Còn đây là hai bịch cá viên chiên Malaysia nè các bạn. Đây là bịch cua hoàng đế viên chiên rất là ngon luôn á. Mình đang bán là 100 nghìn một bịch. Hồi trước mình bán 100 nghìn nhưng mà đầu sĩ của mình nó bây giờ đã lên 5 đến 10 nghìn một bịch rồi á. Mình vẫn cố giữ giá lại mặc dù là bây giờ không còn lời gì luôn á. Ta nói cái cục cá viên chiên cua hoàng đế này các bạn, ở ngoài á là nó giòn giòn dai dai, ở trong á cái lớp vàng vàng á là trứng cá á, ăn nó rớp rớp đã lắm luôn á. Còn đây là mẹ mình đang sắp xếp lại trái cây nè, có trái cây mua ở nhà mua và trái cây người ta gửi cúng nữa. Trong cái nồi cháo này thì mẹ mình có cho thêm nấm rơm nữa, bỏ vô nấu cho nó nở ra rồi nó sôi thì cắt thêm miếng hành lá vô. Anh nói hai mẹ con thi nhau hì hục làm sấp mặt luôn. Còn đây là hai hộp vịt quay mà mẹ mình nhờ cậu mình mua, lúc đầu định mua vịt quay Vĩnh Hồng nhưng mẹ cậu mình nó đã mua vịt quay ở đây nè, ở Tô Hiến Thành. Cậu mình mua ở vịt quay 3 tập số 59 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10. Một con như trong hình đó là 380, còn bịch bánh bao chiên này nè các bạn, 10 cái là thêm mà 30 ngàn một bịch nữa. Bình thường thì mẹ mình với gia đình mình thì hay thích ăn vịt quay Vĩnh Phong hơn, thấy nó ngon mà giá là tầm 350 một con, rất là ngon luôn. Còn lần đầu tiên á mẹ mình kêu nhờ cậu mình mua vịt quay Vĩnh Phong nhưng mà cậu mình đi mua ở đây nè, nói chung là nhìn cũng được nhưng mà giá 380 thì hơi cao, thấy không có được thịt nhiều bằng bên kia. Hộp vịt quay thì người ta có cho thêm một bịch nước chấm, hai trái dưa leo, hai bịch hành mà mình cũng không hiểu cho hành để làm gì nữa, rồi hai bịch sa tế. Rồi bây giờ tranh thủ quay bên này thì mình phóng qua bên này để mình chiên tàu hũ hải sản của Malaysia một miếng như vậy nè các bạn. Một bịch là cũng là 100 nghìn luôn, mình có cắt làm đôi nè, nguyên một bịch là nguyên một chảo gì đó các bạn. Dì hai mình á thì không có thích chiên cho lắm, thích bỏ vô nấu canh đồ á hoặc là nấu nước lèo ăn rất là ngon luôn á các bạn. Ai mà muốn mua ủng hộ thì ủng hộ mình nha, 100 nghìn một bịch, mình bán nhiều loại lắm á. Đó là đám giỗ lu bu nên tranh thủ làm á, không có quay được nhiều. Bây giờ thì mẹ mình sẽ xào tim rồi gan heo với lại thịt bò nè các bạn. Trước tiên là cho miếng dầu phi hành tỏi đã bầm nhuyễn, rồi bỏ mấy nguyên liệu hồi nãy mình nói vô á, xào cho nó chín. Sau đó mẹ mình có cắt ít hành lá vô, khi nào nó chín thì mẹ mình đổ ra rồi bắt đầu tiếp tục xào giá với hẹ nha các bạn. Rồi bây giờ mẹ mình sẽ cho thêm một ít dầu vào rồi bỏ giá vô xào trước cho nó hơi chín chín, rồi cắt hẹ vào nè các bạn. Hẹ thì các bạn cắt hơi bự bự chút nha, rồi xào giống trong clip mẹ mình làm nè, rồi gấp ra bỏ vô cái thố hoặc là bỏ cái giấy gì đó, bắt đầu phi hành tỏi tiếp. Rồi mình sẽ bỏ mì vào mình xào nha, mình xào mình đảo đều, mình nêm nếm gia vị muối bột ngọt hạt nêm. Nếu mà bạn nào có dầu hào thì nêm nếm một chút dầu hào nữa nha cho nó ngon hơn, tại vì ở đây giống như là ở nhà bà ngoại mình thì mất rồi nên mấy cậu với ông ngoại ở không thì không có nguyên liệu đầy đủ nên không có bỏ dầu hào được. Mì như trong clip là mẹ mình dùng hết một gói mì Savaco nha các bạn. Xào xong rồi cho thêm một chút xíu tiêu nè cho nó thơm và đậm đà. Sau khi mì đã thấm gia vị rồi thì mẹ mình cho thêm cải thìa xào vào, rồi cho cái nước mà xào thịt bò gan với tim vô các bạn, rồi bỏ hết thịt bò gan tim vô, rồi cuối cùng là bỏ giá với hẹ trộn đều. Còn đây là đòn bánh tét của dì hai mình mua lên thì mợ mình đang sắt để bỏ lên dĩa cúng. Hồi tối trước bữa đó thì mẹ mình đã làm bắp cải rồi bào ra, xong rồi rau răm rồi nè các bạn. Bây giờ thì dì ba mình sẽ cắt chanh, còn mình thì sẽ dắt nước cốt chanh nè. Bây giờ mình sẽ cho thêm mấy muỗng đường vào quậy lên nữa nha các bạn, để chút xíu trộn rỗi. Bên đây thì mẹ mình có chuẩn bị một chén nước mắm nè, gồm có tỏi, ớt với lại nước mắm với đường với chanh đó, đã trộn sẵn rồi.
Thì các bạn đập cho tỏi với ớt á, đập cho nhuyễn xong rồi bỏ thêm nước vô rồi cho thêm ít nước mắm vào nữa, sau đó cho thêm đường và chanh rồi trộn đều hỗn hợp, thấy vừa vị là được nha. Còn đây là gỏi nè, thì bắp cải với lại rau răm á, thì mẹ mình đã bào và cắt rồi, thì chị ba mình có cho nước cốt chanh vô rồi cho thêm một ít nước mắm rưới vô nữa. À các bạn cho vừa phải nước mắm thôi nha, còn lại thì chút xíu mình chấm với lại gỏi với gà nè. Đây là con gà mái, tại vì con gà trống thì gia đình mình đã bỏ lên để chút xíu cúng bà ngoại mình, là lúc đó để chéo tay với chân rồi, còn gà mái thì chị ba mình sẽ xé để trộn gỏi. Thôi và chè thì mẹ mình đã chưng lên rồi nè các bạn, ta đây là một mâm tượng trưng để cúng bà ngoại mình thôi. Trái cây rồi ở dưới Biên Hòa thì người ta cũng có đem thêm trái cây và đem thêm vịt nướng nữa mà mình không có quay kịp, nói chung là lu bu quá không có quay được nhiều á. Do trái cây nhiều quá thì ngoại mình có kêu là đem về bớt, thì nhà mình có đem về ít táo rồi hồng với lại xoài cát, thêm một chùm bồng bông nữa, ăn chua chua ngọt ngọt ngon lắm luôn. Nói chung làm xong thì quá trời mệt nên ăn đâu có nổi đâu các bạn. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nè.